cái nhà chú chú lập luôn cái tên như vậy được đâu, nhưng mọi thứ đã rồi. Lý giải nó hoàn toàn khác. Vợ tôi Phạm Mai Nhị năm nay 44 tuổi. Sau đây tôi xin giới thiệu cháu thứ nhất. Thôi chú Tám, thôi em chúc bé Khai thay mặt cháu mời mấy ông đi. Còn đây là em cháu. Cháu tên là Lương Mai Hoa, cháu năm nay 19 tuổi. Cháu đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Hà Nội. Sở thích của cháu là vẽ, là ngành mà cháu đang học. Và ngoài ra thì cháu cũng rất thích vẽ. Cảm ơn các gia đình và hy vọng chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ. Chúng tôi xin tặng các bạn đầy đủ thân tình cảm ơn gia đình. Với Prudential, những gì bạn thầm nghĩ quan trọng như những gì bạn luôn luôn thấu hiểu. Tao hút mày đang quay ăn mày. Không, cái quay á, cái quay qua nói cho ông ba cháu biết làm nội hút nước nhiều lắm. Mày quay mày gửi video qua cho ba mày. Dạ. Ba mày có mâu thuẫn mà mày ba mày biểu mâu thuẫn về chồng là lý do sao? Mâu thuẫn chứ. Mâu thuẫn đó nè. Cấm ba ông thuốc mà mày mua thuốc về cho ông nội. Không có. Dạ mâu thuẫn rồi. Đi ngồi chứ. Không được, đi bay thì... Không dạ. Anh cũng không có gì thứ, anh thứ này. Anh ấy làm cho mình cảm giác. Thế cái hộp bếp mà một ngàn nữa thì tôi cũng có. Anh có tất cả thương vậy hả? Viên trái không? Chú Hải Ly. Thấy Huệ đang ăn nhiều hơn. Nghe nghe Thấy cô bên này không bia nhiều quá. Mình ơi, kiến thư. Làm cô. Vậy, tới cái này, đây. Cái lưỡi đẹp hơn. Lưỡi này đẹp à. Cái lưỡi này đẹp à.